Xin chào tất cả mọi người. Ở video này thì mình sẽ nâng lên con Jinbe 10 sao và đổi cái điểm đại tặc này để lấy con Magellan đây. Mình sẽ hiện tại mình có một con Magellan. Sau khi mà tích tiêu 15k kim cương thì có thêm một con nữa, như vậy chúng ta lên được 8 sao và mình sẽ đổi thêm 3 con để đủ lên 10 sao. Mặc dù con Marco cũng rất mạnh nhưng mà mình nghĩ rằng là cái team mình nó cần con Magellan hơn. Chúng ta có thể đổi con Sengoku lên được 9 sao này, nhưng mà không đủ cái phút. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ kiếm con Magellan trước. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ nâng con nồi của thằng Luffy. Chúng ta sẽ nâng con nồi thằng Luffy trước. Thì Sanji không nâng được. Con này đi. Một rừng tướng. Chúng ta sẽ cho thằng Grab. Mình thấy Grab lên chỉ sao. Phải nhỉ. Có gì đó sai sai. Rồi bây giờ ôi là thiếu một con. Chúng ta sẽ mở thêm cái con thầy bên bì. Hai con này. Có vẻ đủ rồi thì phải. Mặc dù con dữ rất nhiều. Lúc này mình quay 160 thùng bia. Bây giờ mình đang được cái điểm phá điểm như vậy còn thiếu. Chúng ta sẽ tập trung vào tiếng đấu sĩ thôi các bạn. Kiếm thêm một con bên đi xáo xáo nữa. Và chúng ta đang là con cấp bên đi xáo. Sao ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nâng con Jinbe lên. Giảm công sao chết nhỉ? Nên để con cắp này hay là con Lucy nhỉ? Và con nào còn cộng với nhau? Cả con này đi. 10 sao, ok. Vậy chúng ta đã lên được 2 con 10 sao rồi các bạn. Đây. Bây giờ chúng ta cũng đủ để lên được cái combo Moria 10 sao rồi này. Mình sẽ đổi, nếu mà bây giờ mình đổi thêm 2 con Moria nữa. Và được 2 con Moria 10 sao. Còn nên đổi 2 con, còn nên cho 2 con Moria 10 sao hay là cho con Marco nhỉ? Tao lại vừa được nhận được rất nhiều tiền, đủ để nâng hàm rồi, như vậy là nâng thêm một dòng kỹ năng hàm. Cái điểm, như vậy cái điểm đó là không phải là để nâng hàm,
190 trái ác quỷ, cứ như là đại gia ấy. Nhưng mà mình không phải đại gia. À, đây là cái điểm kiếm loại để nâng cấp chiến hàm. Không sáng không khá cũng được nhỉ. À không, cái này là điểm nâng ở đây này. Đây, nâng ở đây 4.000 điểm. Mình sẽ đợi lên 3 điểm mà nâng cái này. Còn bây giờ chúng ta sẽ... Thực sự thì mình nghĩ rằng là con Marco hay là con Magellan nó đều mạnh ngang nhau. Con này có skill đánh mình nghĩ là rất ngon, bình thường. Tại vì cái meta hiện tại là có rất nhiều con cầm skill, bởi vậy mà đánh thương hỏa đá là nó rất là có tác dụng. Là đấu xin nữa. Một phần là chúng ta sắp có thêm một con Magellan, như vậy chúng ta sẽ có sẵn hai con Magellan rồi. Đây này, hiện tại mình sẽ tiêu đủ 15k kim cương để lấy được cái con này. Như vậy chúng ta có hai con rồi. Hiện tại slot của A, slot của Moria, slot của Jimber là 3 slot. Chúng ta còn 3 slot nữa. Sau này có thêm Nami thì mình sẽ bù lại con Nami lúc này. Như vậy còn như 2 slot. Một slot là của để cắn được tưởng như quả này chúng ta cũng không để tròn gì. Nếu mà lên Moria 10 sao nữa thì đám nó cũng rất là ngon, nó bổ trợ cho nhau. Bây giờ chúng ta nâng lên đi. Thì trả nó 1, 2, 3, 4. Nếu như bây giờ nếu mình nâng thì sau này thì không đủ hay nâng xe cua để bọt nha. Con này là cột vàng hơi máu. Con này chỉ huy. Chúng ta có thể chơi xe cua và thêm con Moria. Như vậy là chúng ta có 3 con chỉ huy. Có thể nâng chỉ huy cũng được. Nhưng mà mình cũng rất thích con Magellan này. Có thật. Con Magellan này nó cũng ngon. Mà cái con Marco nó cũng ngon. Con Marco là có skill miệng khống chế, mình nghĩ rằng cực kỳ ngon. Còn đá phục thì của nó nữa, nhưng mà nếu mà mình đổi được 3 con Marco thì lên được chỉ sao. Thay đổi Marco nhỉ. Nhưng mà chúng ta sẽ có Marco 9 sao và con Magellan khảo sao. Thôi từ từ chúng ta sẽ đổi sau. Mình nghĩ rằng chúng ta sẽ đổi Marco đi. Dù sao cũng có Magellan 6 sao rồi, 7 sao rồi. Chúng ta sẽ lấy 3 con Marco. 1 cái đệt. Như vậy là mình không tính trường hợp này, như vậy là nói chúng ta cần phải làm mới nữa, đợi thời gian làm mới nữa. Ba ngày nữa mày được mua. Ôi. Hay là mua cái này không mày? Mua cái này thì chúng ta sẽ có. Như vậy là mình tính toán sai lầm rồi. Bây giờ lại có Marco đã. Tính xong. Mình là chúng ta có thể đổi được
mắt cô này. Nhưng kiểu thôi, hiện tại dù sao là cũng không đủ cho mình cứ để như vậy, và cái ba nó. Như vậy là mình tưởng là đổi một lúc được ba mảnh chứ. Đúng là nhà nghèo chưa bao giờ trải sự đời. Bây giờ đối hiện tại như sau là Moria. Chúng ta nâng Moria trước. Vậy thì một con Moria nữa. Để hai con Moria luôn. Để ba nó. Dù sao nó cũng có 40% gây động băng là cũng khá là kinh. Rồi bây giờ con thiệu để xem nào. Vào lẹ đeo đầu thân. Như vậy là chúng ta còn để mà hiện tại thì team mình nó còn hơi yếu. Mạnh thì nó mạnh hơn nông dân nhưng mà nó yếu hơn so với đại gia. Chúng ta có thể để một slot thay thằng cuối danh này, thằng này. Như vậy còn thiếu một slot. Slot của Marco, nhưng hiện tại Marco không có. Thì chúng ta hay là cái xe của cu này. Bỏ xe của cu vào bay sao cho nó ít. Xả tên trùng không để cái sạc, không để cái xả tên trùng này của mình không nhỉ. Thế là chơi đuổi thêm một con hánh khúc để mà có skill đánh thương hỏa đá, mình nghĩ nó cũng rất là ngon. Ô, như vậy là nhưng mà chơi con hành khúc này thì có thêm con Magellan nữa. Mình nâng con Magellan lên nhá. Sau rồi đây con này. Tầm khoảng 1-2 ngày nữa mình sẽ đủ lên được 6 sao. Quên slot của con này. Chắc cái con Ender này mình phải cho nó làm lương thực 5 phút. Và bây giờ mở lại xem. Ok, như vậy là còn một slot. Hay là để slot này cho con bộ hai cốc này. Chúng ta sẽ đổi thêm một con bò ăn cốc để con bò lên được 6 sao. Win here. Như vậy là sau rất nhiều ngày bị chặn thì bây giờ cũng lên được win được cái này. Tương lai của mình thì mình sẽ để một con slot cho Marco. Đây slot của Marco. Ngày nữa thì mình mở đủ con Marco đổi được. 3 ngày nữa thì chúng ta sẽ đổi được reset là cái này. Không biết thời gian reset nó bao lâu nhỉ.
Marco mà nếu như đánh thương thì họ sẽ như vậy. Có Marco này cũng nó cần 6 sao nó mới có skill đánh thương. Đánh thương cái cầm lặng. Tính ra team mình còn khủng chế nó cũng rất là khủng khiếp. Có Magellan khủng chế này. Đám cũng có, khủng chế cũng có. Uji, chiến sĩ, Kizaru, xà thủ, Sengoku, chỉ huy. Mình không biết còn nên nâng con Sengoku lên 66 không nhỉ? Mà có lẽ đang là thì còn phải nâng thôi. Để trong này làm gì nhỉ? Còn có một con Sengoku trong này này. Ôi vất vả thiệt. Tụi mà suy nghĩ cái này là nó rất là mệt. Chúng ta nâng lên 104 đi. Còn một ít điểm chúng ta sẽ để cho đủ này. Rồi bây giờ mình ăn đầu nhá. Lên 94 không? Vẫn chưa lên đủ level 94. Chúng ta sẽ ăn cái SP. Bây giờ để cũng không làm gì. Được gần 20 triệu nâng được con Jinbe lên cũng đủ nguyên liệu. Như vậy chúng ta sẽ để slot của con Lucy này cho con Marco. Hay bây giờ đuổi Marco vào luôn nhỉ, để cho đạp đường hình. Ok, chúng ta đổi vào Marco vào luôn, đẹp. Như vậy thì hiểm thì bỏ phí. Kể nó, kể trả nó. Lại Marco đã, lần sau. Chọn. Như vậy thì 3 ngày nữa thì chúng ta sẽ có được con Marco 6 sao. Không đủ nguyên liệu. Tại nó team mình không khủng chế nó cũng rất là khủng khiếp. Để xem bây giờ leo đầu được như thế nào. Ok, như vậy team mình hiện tại này đủ hề. Thua kìa, thua nữa kìa. Ôi, gặp con bóng nào mà đánh khiếp với nhỉ. Ok. Ôi kìa. Ôi thua. Đổi lại xem. Hết lượt. Như vậy làm được 360. Hợp tên top 100. Chiến trường hàng 2000. Ok, thì cái video này thì mình hoàn chỉnh đội hình. Thì là chúng ta sẽ có con Moram 10 sao này, con Jinbe 10 sao này. Con A chỉ sao. Sắp tới chúng ta sẽ có con Magellan 8.